Chào tất cả các bạn nha. Hôm nay mình lại giới thiệu đến các bạn một dòng nhớt nhập khẩu tổng hợp đến từ Singapore. Thì đây là dòng nhớt có tên thương hiệu là Mobil Super Motor. Mình cho các bạn xem qua về cái chai nhớt nha các bạn. Ngoại hình rất là nhỏ nhắn, xinh xắn. Thì đây là cái dòng nhớt bình dân mà lại tổng hợp nha các bạn. Thì để đọc qua những cái thông tin trên chai nhớt nó có cái gì mà lại dòng là dầu nhớt tổng hợp là Mobil Scooter, độ nhớt, cấp độ nhớt thì là 10W40 thì nhớt nó vừa, nó không loãng và cũng không có đặc quá, phù hợp cho việc đi phố, đi đường trường. Đây là dòng nhớt synthetic tổng hợp. Dung tích nhớt nó là 800ml nha các bạn. Thì phù hợp với dòng xe tay ga AB của mình, rất là tiện lợi luôn. Không cần phải, sau khi mà mình sử dụng, mình không cần phải giữ lại lượng nhớt nào hết. Yaso, tiêu chuẩn Yaso MB, phù hợp dành riêng cho dòng xe tay ga của mình. Cấp chất lượng ABI SL. SL mình đánh giá nó không cao nha các bạn, nó vừa thôi. Thì thằng Mobil này nó có gì nổi bật? Đây, điểm của nổi bật của nó, quảng cáo là tăng 57% cái hiệu suất bảo vệ tốt hơn nha mấy bạn. Về phía sau cái chai nhớt này, nó có cái gì đây? Thông tin của nó là đây là dòng nhớt synthetic, dòng nhớt tổng hợp, engine roll Stetson, bảo vệ động cơ, long engine life là kéo dài cái tuổi thọ động cơ. Này, nhìn qua cái chai nhớt này, ở cái hông thân chai lại có cái thang đo nhé bạn, 200ml, 400ml và 600ml. Thì cái dòng nhớt này là dòng nhớt bình dân. Giá trên thị trường đâu đó tầm 100k. Thì thời gian sử dụng của nó là 1,5 đến 2,000, tùy theo cái điều kiện sử dụng nha mấy bạn. Dòng nhớt này 10 Mobil Scooter 10W40 thì nó là dòng nhớt mình đánh giá nó là êm, phù hợp cho việc đi phố, phù hợp với những người có cá tính đầm tính nha mấy bạn. Thì mình sẽ trải nghiệm thử cái dòng nhớt này xem nó có thực sự là bảo vệ động cơ, kéo dài cái thời gian sử dụng, và cái mình muốn kiểm chứng thử là cái ga nó tăng tốc có mạnh mẽ, có vượt trội hay không. Đó, mình sẽ đánh giá thử cái dòng nhớt này xem nó có thực sự là tốt như quảng cáo không. Thì đây là cái dòng nhớt bình dân nhé các bạn,